khai thác dòng sổ mini siêu tiện dụng không nè. Daniel hay có những ý tưởng ngẫu nhiên, mình rất cần sản phẩm này đây. Thiết kế của sổ cực kỳ đơn giản, dễ sử dụng lắm nè. Chúng ta có thể ghi chép ý tưởng, các thông tin quan trọng hay viết từ vựng cũng ok lắm rồi nha. Đẹp siêu dễ thương luôn, sổ nằm gọn sau lòng bàn tay, bỏ túi dễ dàng luôn nè. Các góc bo tròn không bị cứng, sổ có tới 80 tờ lận nha. Mình nghĩ là ai cũng cần có một cuốn sổ bé bé như thế này đây. Có rất là nhiều thứ để ghi nè, thả ra lấy một nó. Quan trọng nhất là ghi lẹ những ý tưởng ngẫu nhiên đó đúng không? Sổ có rất là nhiều kiểu luôn, tha hồ mà lựa chọn luôn mọi người ơi.